Tin vui rồi cả nhà ơi, tin cực kỳ là vui luôn nha quý vị. Mến chào cô dì, chú bác, anh chị em đã quay trở lại kênh YouTube của Tiếng Vlog Heavy. Thì tiếp tục từ ngày hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ và cập nhật đến cho vị những cái thông tin mà nó liên quan đến vấn đề của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và câu chuyện sóng gió gia tộc. Thì chắc hẳn quý vị cũng thấy bên phe kênh thì mấy ngày hôm nay đang chịu những cái quả báo, cái hậu quả của việc mình làm cũng rất là nhiều nha cả nhà ha. Nhưng mà ở đây á, cái thông tin rất là thú vị em muốn chia sẻ đến cho quý vị là liên quan đến con cất cớt. Thì quý vị cũng biết không, thì hôm nay con cất cớt nó cũng bị cộng đồng mạng lên tiếng cực kỳ gay gắt, và thậm chí thì nó cấm bà Lành Chành Bồn phải đến quán bún bò, thậm chí là nó chửi bà Lành Chành Bồn luôn nha cả nhà ha. Tại mẹ, tại ba mà riết rồi cái con đường sự nghiệp của con bây giờ nó tiêu tùng và nó tiêu tán hết trơn. Thì tiếp tục thì ngày hôm nay bà Lành Chành Bồn chính bị là nhập viện nha, nhập viện vì cái thông tin là con mình đã bị tẩy trắng đó, tẩy trắng vì vì OMO, và thậm chí là quý vị cũng biết là sẽ không còn ai dám là mướn nữa, thậm chí là mắc xô hết trơn nha cả nhà ha, bị hủy bỏ hết trơn luôn. Thì nghe đâu con cất cớt nó khá là bức xúc và nó nói tiếp tục, nó kêu bà Lành Chành Bồn phải đi qua bên quán bún bò để tìm mẹ con của bà Sáu để chửi thẳng mặt chợ thánh thần thiên địa ơi, không biết là ăn ở kiểu gì đó cả nhà. Bây giờ bị đồng đội quay xe hết trơn rồi cả nhà, thấy không, bây giờ bún bò quán bò người ta dẹp luôn rồi. Bây giờ đồng đội cự cãi với nhau tè le hết trơn rồi, còn kinh doanh buôn bán gì nữa cả nhà. Rõ ràng là đồng đội thì bây giờ bắt đầu quay xe lại với nhau, bọn này nó đâu chơi chung được với nhau lâu đâu quý vị, không bao giờ chơi bền được. Tại vì những đứa này á, bọn này đứa nào nó cũng gian xảo nhau chứ nha, nó gian xảo, thậm chí là nó đang lợi dụng nhau rồi để nó có nhiều cái thông tin có thể là tao còn lợi dụng được chứ mày, tao chơi chung với mày. Nhưng bây giờ hết lợi dụng được rồi, bắt đầu quay xe cắn nhau nha. Nghe đâu bà Lành Chành Bồn tới nhà để chửi bà Sáu với con que nha cả nhà. Bây giờ làm cho con cắt cớt á, nó bị mắc xô rồi, thậm chí là bị tẩy trắng thất nghiệp rồi, lại thêm một em chuẩn bị thất nghiệp nữa rồi nha cả nhà ha. Rất là tội nghiệp luôn quý vị. Thì tiếp theo cũng còn một số cái thông tin mà nó liên quan đến chị Loan. Chị Loan cũng mới chia sẻ ở đây thì cũng rất là vui, cũng cảm ơn mọi người. Thì dạ hiện tại khoai lang 5 tấn của em đã bán hết chỉ trong một tuần, số lượng khoai lang khủng đã làm điêu đứng cho các bác nhà nông mình trong cái dịp cuối năm nay, và đại gia đình to bự của con đã cùng con chung tay giải cứu hết 5 tấn khoai lang. Gia đình nhỏ con xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. Ở đây thì quý vị cũng biết thì bây giờ chị Loan bán cũng hết là 5 tấn khoai lang rồi ha, cũng đã giải cứu thành công rồi. Nhưng mà ở bên cái khía cạnh đó thì những cái bọn kền nó thấy mà chị Loan làm được như vậy đó cả nhà, thì hầu như là bọn này nó rất là gan ăn tức ở nha quý vị ha. Nó gan ăn tức ở lắm, nó làm đủ mọi chiêu trò, đủ mọi hình thức để có thể nó vào nó công kích, nó chửi bới, nó nói là chị Loan bán giá cao rồi lợi dụng để chuộc lợi ABC gì đó, vậy lợi dụng trong lúc mà người ta buôn bán không được rồi chị Loan mua lại với giá thấp rồi bán lại với giá cao. Trời ơi, không biết tụi này nó ăn ở như thế nào ha, mà nó phải là mở miệng ra nói ác nhân ác đức như vậy. Nó không giúp được thì thôi đi, thì để cho người ta giúp cho những người nông không mà mùa màng thất bát này không có bán được gì mà nó cũng lên nó soi mói được nha cả nhà ha. Nhưng mà không sao, thì ở đây thì cộng đồng mạng thì người ta yêu quý chị Loan mà, nên người ta ủng hộ rất là nhiệt tình, và thậm chí là người ta giúp đỡ hết sức mình về những việc mà chị Loan giải cứu khoai lang nha cả nhà ha. Thì ở đây có thông tin như thế này đây, 5 tấn khoai lang được giải cứu trong một tuần, góp Phượng Ve có nhận ra vì yêu thương mà đến là ở đâu chưa. Dễ gì mà bên phía con ve nó nhận ra được cái điều gì ha cả nhà ha. Ở đây thì mọi người chung tay chung sức để giúp đỡ giải cứu khoai lang ha, giúp đỡ mọi người cộng đồng mạng mà. Phượng Ve có biết tình cảm của cộng đồng mạng, khán giả của chú Vũ Linh dành cho ai chưa? Rõ ràng nha, là những người yêu quý cậu Năm, là những người fan ruột của cậu Năm, thì chắc chắn là sẽ dành những cái điều yêu thương để tốt đẹp nhất cho chị Hồng Loan nha. Chị Loan á, sống với cậu Năm 37 năm trời thì chưa có ai biết là chị Hồng Loan là con ruột của cậu Năm. Nhưng mà vừa mới mất đi thôi, nhờ con ve nó mới lên một lần thôi là người ta đã biết chị Hồng Loan chính là con hợp pháp của cậu Năm nha cả nhà. Cũng nhờ chị ve rất là nhiều ha. Phượng Ve có biết đối với cộng đồng mạng, khán giả của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là người đại diện thừa kế di sản tình thương của khán giả dành cho chú là ai chưa? Chắc chắn là bây giờ nó biết rồi, bọn nó biết ai
là người được chú yêu thương và bảo vệ suốt thời gian, và thậm chí là cộng đồng mạng thì người ta cũng đã biết ai sẽ là người hợp pháp nhất của cậu Năm ha cả nhà. Chưa cần đến pháp luật công bố, qua sự việc này đã đủ nhận thấy trong lòng của những khán giả yêu quý của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Hồng Loan chính là người đại diện thừa kế tình cảm của họ nó dành cho chú, và Hồng Loan chắc chỉ cần như vậy. Rất rõ ràng ha. Bây giờ cộng đồng mạng đã dồn tất cả tình yêu thương của mình vào chị Hồng Loan, là fan của chú, là người hâm mộ của chú, thì đã bắt đầu yêu cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh rất là nhiều nha quý vị ha. Phượng Ve thì sao? Phượng cần gì? Phượng cần nhà, cần xe của cậu mình đúng không Phượng Ve? Thôi, ráng mua vài viên thuốc an thần uống vô đi, để ngủ cho sâu và mơ thật lâu nghe Phượng Ve. Chúc Phượng Ve mơ thấy nhà và xe. Có thể là chừng nữa thì con ve nó đi xuống dưới á, đi xuống dưới nó gặp cậu á cả nhà. Có thể là gặp cậu ở dưới á, thì có thể là cậu sẽ cho nó nhà và xe nha. Còn ở đây thời điểm hiện tại bây giờ chắc chắn không có nha cả nhà ha. Thời điểm hiện tại bây giờ thì chắc chắn thì để lại tất cắn tại tại tất cả tài sản là để cho chị Hồng Loan hết nha. Bọn đó thì biến đi, bọn đó thì cút đi, làm gì mà có được những cái tài sản nào mà cậu để lại nha cả nhà ha. Thì ở đây vẫn còn một cái thông tin mà nó liên quan đến chị Mì Xào, nhưng mà em sẽ chia sẻ sau nha cả nhà ha. Em sẽ chia sẻ một cái thông tin này trước. Cái thông tin này nó cũng rất là hay, mà nói về chị Hồng Loan ha, cái nhất ha, thậm chí là nói về những cái thành phần như là mẹ con của bà Sáu nha cả nhà ha, cũng rất là hay, thì em cũng muốn chia sẻ đến cho cả nhà luôn. Hôm nay mình thấy mọi người lên khá là nhiều bài về HT, mình sẽ thấy quyết theo quan điểm của mình. Không nhớ đây, nhớ đây là bao nhiêu lần mình viết về chủ đề liên quan đến HT. HT là Huệ Tâm đó ha cả nhà ha. Thì quý vị cũng biết thì Huệ Tâm thì người ta cũng lên tiếng là không tham gia một drama hay là muốn rời đi gì đó cả nhà. Phải nhắc lại, mình viết là khách quan, không dựa vào trên một tình cảm nghiêng về ai, miễn sao là đồng đội thì mình sẽ bảo vệ. Có là HT hay là ai đi nữa thì mình cũng sẽ lên tiếng là như thế này mà thôi. Có thể là ở đây người ta đang nói về một cái tiếng nói công tâm nha cả nhà ha. Mình đã từng đặt ra một cái câu hỏi, có ai đến nhóm này ở lại suy nghĩ bài cái tên như HT chưa? Riêng mình vẫn còn ở lại cái nhóm vì đây là nhóm của HT, mình ven gọi như thế. Nếu hỏi mình có dạng HT hay không, trả lời thẳng là có. Vì có những tút không đúng thời điểm, nhưng hết giận mình thấy ai tấn công bạn ấy thì mình lại muốn viết. Hy vọng đây là một bài viết chữa lành vết thương. Mình sẽ nói đến bốn ý. Thứ nhất là nể, thứ hai là ví, thứ ba là không quan tâm, thứ tư là lắng nghe. Mình sẽ nói trước về chữ nể. Nể vì sự chịu, cam cam chịu. Chịu bị chửi, chịu bị xông pha vào hang địch, chịu những cảm xúc mà mọi người không hề biết những tháng vừa qua trải qua như thế nào. Có ai thấy nước mắt bạn ấy rơi như thế nào hay chưa? Có ai thấy bạn ấy đã thức đêm nhiều như thế nào vì những cơn đau đầu hay bệnh tật hay chưa? Nể vì sự nhạy bén, dũng cảm là như thế nào, là cứ lao thẳng vào chiến đấu hay thắng đấu hay sao? Không, bạn ấy có chiến lược thông minh khi bắt đầu một chủ đề hay phản biện với mục đích. Có thể ấn tượng của mọi người là bạn ấy hay dùng từ hơi nặng, nhưng với mình, mỗi người có mỗi cá tính, đôi khi có người đối lập không thể nào nói lý lẽ hay nhẹ nhàng được. Ở đây rất rõ ràng nha. Thì quý vị cũng biết, có thể là mọi người thì có một cách nghĩ khác nhau, có một cách như thế nào khác nhau, nói chuyện khác nhau nha cái nhà ha. Nhưng mà có nhiều người cũng rất là nể chị Huệ Tâm nha cái nhà ha. Thứ hai là chữ ví. Ví vì cái tính bao đồng, phải nói rõ ràng bạn ấy đi bất cứ nhóm nào đều thấy đồng đội bị tấn công thì sẽ dừng lại và chiến đấu bảo vệ họ. Có thể là người ta rất là quý chị Huệ Tâm. Khi mà đi tới đâu thấy mà đồng đội bị tấn công thì người ta sẽ ủng hộ và giúp sức cho đồng đội của mình ha cả nhà ha. Ví vì cái tính cọc lốc, không thảo mai, thẳng tính. Có ai ở đây đã từng bị bạn ấy bình luận hay trả lời thẳng như ruột ngựa chưa? Có thể có người giận, có người hiểu, có người thương, nhưng tụ chung lại bạn ấy không có ý đồ xấu. Ý đồ xấu chỉ dành những cho những phía bên đối lập là duy nhất. Chị Huệ Tâm mình thì hầu như em thấy em cũng đọc rất là nhiều bài của chị rồi. Mình cũng chưa thấy là chị chửi đồng đội nha. Nhưng mà chị có thể là vì đồng đội mà chơi lại ở những bọn mà kền kền nha cả nhà ha. Ví về cái tính hay suy nghĩ khi đêm về,
nếu các bạn có thời gian lướt qua trang Facebook cá nhân của bạn ấy ở nhóm thì hổ báo như thế nào. Thì về trang nhà thì lại là một người phụ nữ cảm xúc như bao người khác. Đôi lúc mình phải đặt câu hỏi, có thật sự là bao nhiêu HT trong người bạn? Rất là hay nha quý vị ha. Thứ ba là không quan tâm. Bạn ấy bị tấn công vì một cái câu chuyện bị phốt nhỏ từ một ai đó mình không rõ. Nhưng mình đến với cái drama này vì chú Vũ Linh nên mình sẽ không quan tâm các câu chuyện ngoài lề. Chuyện giàu nghèo, địa vị cao thấp, nổi tiếng hay không đối với những người là không quan tâm. Đã vào đây chơi thì ai cũng như ai. Miễn sao phạm lực là không được chuyện đái đạo lý là được. Chuyện mượn ai, trả ai, phót ai hay có lẽ cũng không quan tâm nốt. Đó là chuyện đời sống của họ, chúng ta chẳng quyền gì mà can thiệp hay chơi cười cả. Có thể là người ta không quan tâm vào những vấn đề đó nha. Mình cũng không nên quan tâm sâu quá vào những cái chuyện đời tư của người ta nha cả nhà ha. Lắng nghe. Mình sẽ dùng từ lắng nghe cho từ khuyên vì mình không là ai. Đứng trên để khuyên bạn cả, đầu tiên là lắng nghe cảm xúc. Hãy kiềm chế cảm xúc, đó chính là việc dẫn đến mọi bước đi sai lầm. Lắng nghe. Thứ hai, lý trí. Một câu chuyện đang nóng, hãy dành ra 3-4 giờ đồng hồ để lắng nghe tất cả. Đừng hấp tấp mà nên bấp bênh. Thật sự thì người ta chia sẻ rất là hay một cái bài này. Bấp bênh một cái điều gì? Hãy bình tĩnh, đơn giản vì bạn là một VTV, là người được mong người mọi người chú ý. Thứ ba, lắng nghe mọi người. Trong group thì cũng có rất là nhiều người từ nhiều thành phần khác nhau, những độ tuổi khác nhau. Vì thế đôi khi những cái câu từ hạn chế trong group một chút, những cái câu nặng nề chỉ dành cho bên kia, không phải là dành cho những nhóm yêu thương bạn. Mình có đọc được một bình luận của một cô 66 tuổi khuyên bạn, mình thấy rất là bổ ích. Hãy lắng nghe và đánh giá câu chuyện khách quan và không dựa vào quá nhiều cảm tính. Cuối cùng lắng nghe bản thân, ngủ thêm một chút, nhiều một chút, lo cho bản thân nhiều một chút, dành thời gian nhiều một chút, đừng hết để hết 100% vào tí trí trong cái drama này. Đừng thức khuya và hãy giữ cá tính. Hãy xem cái drama này như một phần trong cuộc sống thôi. Không có người này thì cũng sẽ có người khác. Đừng để lộ quá nhiều thông tin cho người khác, ngay cả người thân cận. Thật chắc khi cơm không lành, canh không ngọt thì nó có thể biến thành một con dao nhiều lưỡi. Có thể vị cũng biết ha. Ở đây có rất là nhiều người bây giờ chơi những cái chiêu trò rất là hay nha quý vị ha. Quay xe, quay lưng và thậm chí là ghi âm lén gì đó. Trong cái câu chuyện này, không ai đến để chứng tỏ ai giỏi hơn ai, trên cơ ai. Chúng ta giỏi mặt này, nhưng người cũng sẽ dở về mặt khác. Gần Tết rồi, mong mọi sự bình an đến với bạn. Các vấn đề đã trải qua, đừng để ảnh hưởng đến cuộc sống. Ai tôi cũng quý, đặt lên bàn cân để so, không đặt lên bàn cân để so sánh ai với ai. Có người thích người này, có người không thích người kia. Có gì hết drama, đồng đội có ai giận hơn thì ai hãy nói. Đây người ta đang chia sẻ về cái vấn đề của một số anh chị thì hầu như cũng khá là bức xúc về cái vấn đề như là của chị Vệ Tâm khi mà đã rời khỏi cái drama này ha các nhà ha. Và thậm chí là những cái bọn kền kền nha các nhà ha. Rất là hay. Thì tiếp tục thì ở đây nó vẫn còn một cái thông tin thì em cũng muốn chia sẻ đến cho cả nhà luôn. Thì nó cũng liên quan đến chị Mì Xào và mẹ con bà Sáu. Thì quý vị cũng biết thì chị Mì Xào với mẹ con bà Sáu thì nó rất là mưu mô. Sở Nguyệt thì bây giờ người ta đã là đồng đội với nhau rồi. Trước mắt thì cả nhà cũng thấy là chị Mì Xào đã là đồng đội với mẹ con bà Sáu. Thậm chí là bị cái gì đó thì người ta cũng đi cầu cứu mẹ con bà Sáu và thậm chí là kêu mẹ con bà Sáu giúp đỡ rất là nhiều ha cả nhà ha. Rất là ghê gớm luôn. Tại vì được mẹ con bà Sáu yêu quý mà bây giờ mẹ con bà Sáu thì người ta cũng đã rút đơn cho cái chị Mì Xào mình rồi, nên chị Mì Xào mình sẽ thân phục, thậm chí là làm một cái vật gì đó cho mẹ con bà Sáu để sai khiến cái này ha. Thì đây một cái thông tin như thế này đây. Hổm gài kiềm chế ít đá động chị Mì Xào với cái thằng Đôn Lần là do nghĩ tình hồi trước cũng là từng là đồng đội ủng hộ và binh vực ổng Loan, nhưng tới hôm nay thấy quá lắm rồi, ăn không được thì phá cho hôi. Sống bẩn bựa càng lộ rõ bản chất đê hèn hơn cả con ve luôn, chứ chả khác gì con ve. Ở đây thì hầu như thì mọi người ta đã biết rất là rõ rồi. Cái chị Mì Xào mình thì sẽ hơn con ve rất là nhiều ha. Hơn con ve à, thật sự là con ve 10 á thì nó cũng 2 cái năm cộng lại rồi quý vị đó. Bởi vì đừng có nói là nó sạch sẽ lắm, trời ơi nó còn dơ bẩn hơn con ve nữa không chừng nữa. Nhìn lại xem bản thân thì quay xe
trở thành một phe với kẻ xấu xa. Được thì bao nhiêu người ủng hộ, kể cả bọn kênh kênh nó còn không thèm dòm tới cái bản mặt của hai mang nịnh nọt kia mà. Đồn lằng ơi, mày bớt nịnh lời đi. Em chào chị ABC lại nhen. Mày làm gà trống nuôi con, làm cha đơn thân thì nên tập trung lo cho cuộc sống. Sống sao mà để cho người ta thương, đừng sống dơ, sống bẩn, bị người ta cạch rồi chửi rủa cũng tàn thôi. Con cái thì hưởng đức của cha mẹ mày đó. Rất rõ ràng nha. Ở đây thì người ta đang nói về cái vấn đề của bà lành trành bồn nữa nè quý vị. Rõ ràng ha, làm sao mà làm để sống cho đức đức con mình hưởng nữa, đừng có giống như bà mì xào. Nó là sự quý vị cũng thấy là bà mì xào, cho dù á bà có quay xe về bên mà ủng hộ cho mẹ con bà Sáu thì những cái bọn kền kền con á nó cũng không có xem bà mì xào này ra cái gì đâu quý vị. Bởi vì biết rồi, nó theo chị Hồng Loan, nó năn nỉ, nó ý ôi nịnh bợ chị Hồng Loan á suốt một thời gian cũng rất là dài được rồi, mà bây giờ nó có thể là nó sẵn sàng, nó bằng một số cái vấn đề nó quay xe lại chửi bới chị Hồng Loan. Thì những người này thì nhầm nho gì quý vị hả? Những người này thì nhầm đách gì? Trời ơi, những người này thì nó có thể là nó sẵn sàng nó quay lại nó đấu tiếp à? Chuyện nó rất là bình thường đối với những cái bọn này, nên người ta cũng sợ lắm, sợ chị mì xào lắm. Còn cái mụ mì xào bệnh rồi bớt bớt sân si lại đi, tu tâm mà dưỡng tánh lại, không tham gia ủng hộ nữa thì im cái mồm lại. Có đâu mà sồn sồn lên la liếm thì tối ngày, hết tung ri âm á, thì tung tin nhắn, hết phần 1 á, rồi tới phần 75 rồi tới 76, sao thấy không sao không xê con mụ tiên ngáo ở xứ xa vậy chàng. Chị em sinh đôi bị đẻ rớt hai thái cực hả? Cái này rất rõ ràng, người ta đang so sánh về chị mì xào mình với là chị tiên ngáo, đây là chị em sinh đôi nha quý vị. Chị em ruột trong gia đình đó, tại vì làm rất là giống chị ngáo mình đó. Nói là không sân si, không tham gia đờ drama hay là thác thứ, hay là thoát khỏi cái đờ drama của con vô ơn gì đó, rất là nhiều lần đã nói như vậy. Tại sao tới bây giờ vẫn còn quý vị? Các bạn cứ để ý tại sao tới bây giờ, tới thời điểm hiện tại bây giờ chị mì xào mình lên tới phần 7 mấy rồi, 75, 76 gì được cả nhà. Cũng nói về chị Hồng Loan cũng kiếm tiền từ YouTube. Trời, chắc hôm nay kinh doanh buôn bán gì không được rồi. Theo mình nghĩ là kinh doanh buôn bán hàng gì không được đó cả nhà. Nên bây giờ thì người ta lên làm YouTube tiếp ha, để kiếm tiền để trả mặt bằng hay là thế này thế nọ thế kia. Tại vì người ta đăng những cái clip ghê lắm quý vị. Nó quảng bá tiền bạc, phe tiền, phe hình ảnh, bán vàng, bô lô bô la, các thứ các kiểu. Nhưng mà cứ năm nào năm nào thịnh nọ đó, đăng mà cũng đăng ngu ngốc luôn cả nhà. Mì sao và đôn lần là chị em kết nghĩa, là thằng đôn lần là quay xe bên theo cũng không có gì lạ. Nhưng sủa sai là thích sủa to là bậy. Bên nhau thương nhau không phải là khuyên nhau chứ. Tao nói vậy đó, hai chị em mày thấm hay không, đằng tì bản thân thuộc của nhân loại hay động vật nữa, nghe hằng đôn lần. Cộng đồng mạng đã cam tâm, đã cam phẳng chị em mày không két gì, không kém gì một ai bên phía con ve đâu. Vì chị em mày đã chọn sai đường và bước sai bước, nên một khi họ đã làm căng thì không đơn giản là lên bài dạy dỗ nữa. Một khi tao lập nhóm, một cái kênh tẩy chay, chị em mày kêu gọi mọi người tẩy chay cùng chung báo cáo trang chị em mày. Mày hiểu đạo lý một cây làm chẳng nên non chứ hỉ, mà bảo cộng đồng mạng sẽ ập tới thì chị em mày thôi. Lúc đó có nhóm Atifan thì chị em mày cũng biết sức mạnh của cộng đồng mạng là thế nào rồi. Hai chị em mày lên trời trốn xuống đất cũng bị đào lên thôi, mày hiểu không? Còn hiểu tiếng người thì im cái mõm lại đi. Ở đây thì người ta cũng đang đáp trả lại chị mì xào, cũng cực kỳ là hay nha quý vị ha. Nói cho rõ ràng về cái bản chất của chị mì xào, và thậm chí là khi mà cho dù á chị cũng quay xe thì bây giờ á người ta cũng không bao giờ mà ủng hộ đâu. Nói thật sự là những cái bọn kền kền thì nó còn ghét hơn nữa vậy. Em nói thật sự á thì những cái bọn kền kền nó càng ghét cái chị mì xào hơn là cái chị que nữa đó. Chị que thì bây giờ ghét một thôi, còn chị mì xào ghét 10. Bởi vì cũng phải là chị mì xào cũng đặt lên các thứ các kiểu rồi năn nỉ ỷ ôi chị Phương Lê đó cả nhà. Nhưng mà cũng ai đâu chấp nhận quý vị. Lên mày nói xấu người ta rồi bây giờ mày xin lỗi hả? Đâu có chuyện mà dễ dãi đến như vậy. Thậm chí nói chung ngày hôm nay mình thấy rất là vui. Rồi là khi mà bà lành trình bồn bị con cắt cất nó chửi thối mặt bài luôn. Thậm chí là phải qua tới nhà bà Búng Bò để chửi lại Búng Bò. Rất là nhục nha quý vị ha. Đồng đội bây giờ mà nó cắn nhau như cò hó vậy đó cả nhà.
Em đây là bánh đậu phộng hình nón lá, thì một bịch như vậy là khoảng 500g gồm 5 cái là 120.000 nha cô chú anh chị. Thì cô chú nhận nào mua thì nhớ liên hệ qua số điện thoại là 0879 262 482, được ghi dưới màn hình. Thì một cái như vậy là hình cái nón lá giống vậy nè cô chú anh chị, bên trong là xốp, ngoài là đậu phộng này ha. Mà một bịch là 5 cái như vậy chỉ có 120.000 thôi. Đó, thì cô chú anh chị nào mua thì liên hệ số Zalo cho em nha cô chú anh chị. Cái này không ngọt, cũng không ăn, không bị dính răng, và nó rất là dễ ăn, những người ăn kiêng vẫn ăn được nha cô chú anh chị ha. Thì cảm ơn cô chú anh chị.